65 tuổi rửa chén tại quán chị Thi. Đó, không thua những đứa trẻ nha. Ông hai ơi, hết xe vô đi ông nội. Vô cho ông nhậu đi, ngồi cái bà rửa chén nè. Bà hai mà thấy bà chửi tôi lòi luôn. Rai rai. Sáng rồi, ngồi chung luôn. Bà hai ơi, bà chịu không? Bà chịu bà này không? Làm chị em nhau giống như ba tôi vậy đó. Lấy hai ba bốn vợ ở chung với nhau. Ông hai năm nay nhiêu rồi ta? Lấy cái ly gỗng hả? Ông hai năm mấy hả? Rồi bà này sáu mấy bà cũng muốn lấy chồng. Ông hai năm mấy cũng muốn lấy vợ. Vậy là cũng cũng chịu. Nói chung ra cũng ok. Mà thì biết sao thì sợ gì là trở về già đi, không biết Thi có sức giống như ổng không. Bữa nay nhóm quán Thi Thi ngày hôm nay nhậu ăn mừng quán năm tháng. Bữa nay đãi buổi tiệc bán được năm tháng rồi đó. Nhậu đi em. Tối nay kéo hết nhân viên nhậu ăn mừng. Ăn mừng bán được năm tháng rồi. Sẽ có những món ăn như sau đây. Tai heo ngâm chua ngọt. Đó, nhà có bán luôn 130 hộp. Chả ốc bu nhồi lá lốt chiên. Còn hai ba vô nè. Cẩm Thu nè, và nhóm nhà Thi nè, có như đây nè, Lý Hùng, Mỹ Tính, đó, Văn Thiện và Simla, Ti Thi, Ba Ba, Bé Heo, Cẩm Thu, Lê Kim Huệ, Đen. Vô. Nhóm nhà Thi có bao nhiêu người coi, từ ngày mà nuôi nhân viên tới giờ không bao giờ đếm đứa luôn á. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 người. Bà đó uống không vô đây? Bỏ rửa chén đi vô đây. Đại bà này cũng yêu đời lắm, đang tìm chồng nè, U60. Vô mẹ. Vô vô đây chơi. Tối nay gả công giữ xe cho bà đó. Kệ. Ông hai đâu rồi? Tối nay nhậu đi. Tối nay cho cái bà rửa chén ở lại đó. Gả cho ông luôn. Rồi ở đây có ai uống bia không? Ở đây có ai uống cùng em không? Anh này đẹp trai quá trời rồi. Đến từ đâu vậy ông xã? Rồi lần đầu tiên đến quán em ăn phải không? Ê, anh xăm mình thấy ngon quá nè, có nè cái đùi nè. Cái đùi anh xăm mình chắc quá trời luôn rồi nè. Anh xăm hai bên luôn. Vậy là anh xăm từ cái đùi này lên tới trên này luôn. Thấy không anh? Trời ơi, đẹp trai quá à. Cái cưng quá, hùng em miếng lấy cảm giác hơi trai coi. Ui đã quá trời ơi trời ơi. Quán em vậy đó, bữa nào bạn ế là kéo nhau tụ họp uống. Ôi đẹp trai quá à. Ngon không bé heo? Ngon quá trời ơi. Mấy đứa nào có khách uống bia nè. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Thôi nè em nhầm gì với chị đi. Ủa đi về hả? Tính đi qua bển chơi ôm cái đi về luôn rồi. Dễ thương quá à. Mưa hả? Ở đây có áo mưa. Đó đi về là ướt mình hết trơn đó. Ướt bị bệnh đó nha. Ở đây ai? Tất cả quý khách nào mà đến đây đi ăn mà bị áo ướt mưa á, đây có bán áo mưa luôn. Có. Thôi giờ đây nhiêu đây? 2, 4, 6. Nếu mà lỡ có bị mưa tối nay em phát cho người một cái. Cho tặng luôn. Tặng nhiều đây thôi, tại vì còn ít là còn mấy chục cái hết rồi. 1, 2, 3, vô. Bữa nay bị mưa quá cho nên bị ế. Bị sụm nụ. Cho nên phải ngồi nhậu nè. Nhậu xong một chút nữa khách vô mua gỏi nghỉ đâm gỏi luôn. Vô nè bà, ê. Bà gửi chén kìa, tối nay cho ba ăn tính đây. 2, 3, vô. Bà cũng chịu chơi lắm đó. À, uống xét luôn đó. Bà dân chơi lắm đó. Năm nay nhiêu tuổi rồi chị cô? Bà nhiêu tuổi rồi? Tụi Tí sáu mấy hả? Sao tính mà chịu không? Cũng được ha, bà cũng được ha. Nhìn bà cũng ngon cơm chứ bộ. Vô đi nè mấy đứa ơi. Quậy quá à. Nè, lên. 3, vô. Thật ra ngồi nhậu gì nè biết sao không? Vui cũng có vui mà nhậu gì nhớ ba thiệt quá à. Lúc nào mà ông nhậu ông ngồi với Thi, ông bán với Thi xong cái tối đó ông rủ nhậu. Mà ba Thi ngày nào cũng nhậu nha. Ông nhậu vô một cái mà ngày xưa thì kể cho mọi người nghe nè. Hồi đó Thi dẹo dữ lắm thì bị đê mà. Kiểu như mà Thi gặp ổng á, Thi quấn cái khăn á, Thi làm kiểu như giống con gái đó. Lấy cái khăn á, ê Thi làm gì nè. Cái khăn á, Thi cột lên làm tóc. Lấy cái khăn á, cột lên làm cái tóc. Ê, thun cột lại. Rồi cái đi dẹo, ba Thi mới ngồi nhậu vậy nè. Nhưng mà ba Thi phải nhậu bia lắm nha. Ba Thi phải uống rượu, uống bia riết mà ông bị sơ gan củ trướng luôn. Cho nên ông bị bệnh á, uống bia nhiều. Rồi vô nè. 1, 2, 3, vô. Bữa nay trời mưa quá trời, tầm tả ngay ngói. Thật ra là chỉ còn có nửa tháng nữa là hết mưa. Thì chuẩn bị bước qua tháng mới rồi là mà Noel. Noel xong rồi Tết. Có ai nôn Tết không?
Tết nay về quê quậy banh na. Tết nay Lý Hùng về quê đâu? Sao không về quê tao nè? Về là phải nhậu, biết nhảy mới được. Muốn đi chơi vũ trường mà không biết nhảy. Nhưng mà Tết nay là Thi sẽ về, Thi về Đồng Tháp. Đồng Tháp xong rồi bắt đầu cái ai muốn đi qua chơi thì chơi. Đồng Tháp xong rồi bắt đầu cái tới đâu tính tới đó, tại vì không biết Tết nay đi đâu. Với lại Tết nay đi nước ngoài quá. Đi nước ngoài chơi. Đi Úc. Simla nói gì nè, nghỉ chiên bò bán rồi, nó làm visa đi qua Úc. Hả? Chị hai bên Simla bên Úc nhưng mà không có gửi tiền cho Simla. Simla làm tháng nào ứng tiền hết tháng đó, ứng trước Tết luôn, ứng trước tháng. Simla ứng trước không à, chuẩn bị còn có 10 ngày nữa hết tháng là Simla hết tiền luôn. Đức tháng là Simla hết tiền. Đen ơi uống đi Đen. Tối nay rồng rắn lên mây. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn thấy anh tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Anh ơi đầu anh mang châu cao qua em rước dâu luôn. Ngon không Simla? Ngon bà. Ngon hả? Bớt ăn dụng hoài lắm. Món nào ăn ngon? Simla là chiên mấy cái món này là bán nhiêu là lời, như nó ăn hết trơn à. Bởi vì bán kia không thấy vốn. Simla ăn dữ lắm. Rồi Diễm Trinh sao? Diễm Trinh rung không? Diễm Trinh là lần đầu tiên uống bia phải không? À rồi ngon không? Diễm Trinh là được 17 tuổi. Chiên mẹ đây, chiên tươi á. À Cẩm Thu thì được 23. Simla là 25. 21 mà. 21. Tao nói tuổi lớn tí xíu cho mày bự. Mới 21 tuổi rồi đó. Ờ nó 21 tao không tin, nó 25 tao mới tin. Ở Campuchia mà tao làm như này chiếu con gì vậy? Con nói con gì? Con gì? Con khỉ hả? Ó nó biết nó giống con khỉ luôn kìa. Kìa 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 nè. Kìa kìa làm gì nè, làm gì nè. Dạ dạ. Không, con khỉ nó hay gì nè. Vô. 1, 2, 3, vô. Nhà mình chưa ăn cái gì cha? Chưa ăn cơm phải không? Chưa ăn cơm, ăn này nọ luôn má. Nhậu chơi là phải, là phải ăn cơm cháy trà bông. Nếu mà không có đồ ăn á, tại vì cơm cháy trà bông này rất là ngon. Con Simla là nó bốc lụm ăn hoài cái này. Hay quá, cảm ơn chị Diễm Trinh nha, mồi bàn nha. Diễm Trinh ngồi bàn được đó, ngồi tí nữa phải bo nha. Diễm Trinh là phải bo cho nó nha. Đó. Đâu rót bia cho anh coi em. Em Diễm Trinh rót cho anh nè, một ly lẹ lên. Rót bia cho anh coi. Để nó đá cho anh coi. Lẹ lên. Khách mà kêu lên anh ơi. Đây là cơm cháy trà bông nha, em có nhận ship cắt tỉnh tròn cả đất nước Việt Nam luôn, rất là ngon. Nè khi mà mình nhậu á, mình ngồi ăn cơm cháy trà bông. Ba ăn ơi, ngon không? Ba với con Simla á, hai con ăn cái miệng khác nhau. Simla coi. Em hả? Giống gái quá à. Giả bộ ghê á, bình thường á. Cái bình thường nè. Rồi bình thường nè, đút vô nè. Đã, bình thường là của Simla á, y chang này luôn. Chấn động chưa? Diễm Trinh ăn coi. Diễm Trinh giống gái quá, mới tập thành luôn á. Giống gái quá trời luôn. Còn cô coi, cô ăn cơm cháy nè. Ăn kiểu 65 tuổi. 1, 2, 3. Trời ơi, thị mị quá ha. Y chang gái thiệt luôn. Từ bữa giờ mình chưa ăn cái cá khô này nhậu. Bây giờ thì nói là những cái món ăn này nè, mọi người nhận ship các tỉnh á, mọi người mua đem về nhậu ăn ngon với gia đình này nọ nè, rất là ngon. Nhiều hộp vậy mấy đứa? 100 ngàn. Có nhận ship các tỉnh không? Có. Con ghẹ sữa nè, bán bao đắt luôn. Tao nói nhậu ngon nhất nách. Ghẹ sữa với cơm cháy với da heo là đắt chứ. Ghẹ sữa, cơm cháy, da heo là đắt cực kỳ luôn. Đã với cá khô. Cơm cháy, cà bông, bao nhiêu một bịch? 60. Ghẹ sữa cháy tỏi bao nhiêu một hũ? 100. Ngon không? Ngon. Ghẹ không? Ghẹ. Ghẹ ăn đi. Vô. 1, 2, 3, vô. Cá lóc kìa, tính làm cá lóc kìa. Nhìn cá lóc này nhớ quê quá ha. Lóc cá này nướng chui ăn ngon nên tới nóc, mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say. Nhậu cũng thấy trời mây, không say là không về. Ê, nhậu hồi mình lộ ra đàn ông hết trơn đi má. Lộ nguyên hình đó đi.
Rồi khách vô lên, bán lên. Nhậu hồi lộ nguyên hình hết luôn. Nhà đi là gì đó sắp tới. Ăn uống tại nhà luôn, giờ Thi không có đi đâu chơi. Ở đây biết sao, Bình Dương hơi tối quá cho nên Thi không dám đi ra ngoài đường. Thi thì hơi sợ ma, cho nên Thi đi ra ngoài đường thì sợ gặp ma, Thi sợ. Mà Thi đi đâu thì Thi kéo nhân viên Thi đi nguyên đám vậy nè. Tới tới Thi không dám đi đâu. Cho nên ai mà rủ Thi đi thì không dám. Sợ ra ngoài đường nó gặp ma, mà ma không gặp ma mà gặp ma người. Ma 18 thêm mé. Ma 4 chân. Gặp ma 4 chân á. Ma 4 chân á. Ma 4 chân ghê quá à. Rút đi nhậu á. Mà vui. Đặc biệt tối đêm nay thì cả gia đình nhà Thi thì nâng ly vui vẻ ở tại quán. Tại vì bữa nay là trời mưa á, cho nên mình ngồi chơi tâm sự vui vẻ này nọ cũng vui. Cảm ơn tất cả các anh chị em rất nhiều luôn luôn quan tâm nha. Và đặc biệt nữa nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh và đến ủng hộ Thi Thiên nha. Vào chương trình HTV Thi Thi vào clip ngày mai.